guys and warmly welcome back to the new lesson today. Xin chào các em, các em thân mến. Ở tiết học trước, chúng ta đã đến với phần trọng tâm ngôn ngữ của unit 14. Và ở tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ tiến hành tiếp tục bài mới, đó chính là về phần language focus. Nhưng theo tinh thần giảm tải mới nhất của Bộ Giáo dục thì chúng ta sẽ bỏ qua phần pronunciation trong cái phần language focus này và chúng ta chỉ tập trung vào bản grammar của nó thôi. Và bây giờ các em đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Are you ready? So let's get started. Và bây giờ thầy muốn các em sẽ cùng tập trung vào màn hình để xem bốn bức tranh và trong mỗi bức tranh chúng ta đều có những thông điệp và việc của các em bây giờ sẽ là nhắc ra những động từ hoặc những cái cụm động từ đang có để thể hiện cái thông điệp đó. Và bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ có đó là từ throw away, từ này có nghĩa là vứt đi. Ở bức tranh thứ hai chúng ta sẽ nhìn vào và thấy có một câu đó là turn off the light please và cụm động từ đó chính là turn off. Ở tiếp theo chúng ta lại có từ là take off Please take off your shoes Làm ơn là tháo giày ra Và bây giờ mình có động từ là take off Và ở cái bức tranh cuối cùng đó chính là một thông điệp là Don't cut down the last tree Là đừng cái chặt cái cây cuối cùng đó đi Và ở đây thông điệp Và cũng qua cái động từ chính của nó chuyển tải đó chính là từ cut down Trong tiếng Anh bốn từ này người ta sẽ được gọi đó chính là phrasal verbs Vậy nhiều bạn sẽ hỏi là phrasal verbs là gì Sao vừa lạ vừa quen Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời phrasal verbs là gì Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếng học chính ngày hôm nay đó chính là phần grammar phrasal verbs. Các em thân mến. Ở bài học này thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau đây. What are phrasal verbs? Phrasal verbs là gì? Và tiếp tục how are they used? Chúng được sử dụng như thế nào? Và why are they so difficult to most of the English learners? Tại sao nó lại gây quá nhiều khó khăn cho người học tiếng Anh như vậy? Và câu hỏi thứ tư được đặt ra là What are some common phrasal verbs in the lessons and their uses? Những cái cụm phrasal verbs phổ biến ở trong bài học và cái cách sử dụng chúng ta sao? Và ở câu hỏi cuối cùng, chúng ta sẽ xem là How often do phrasal verbs appear in the GCSE exams? Có nghĩa là tần suất xuất hiện của các loại phrasal verbs ở trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của chúng ta là gì? Và bây giờ, hành trình của mình sẽ đi tìm lần lượt câu trả lời cho năm câu hỏi vừa qua. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần 1, what are phrasal verbs. Vậy phrasal verbs là gì? Theo như một cái định nghĩa chúng ta có phrasal verbs are phrases that indicate actions. Vậy phrasal verbs là những cái cụm mà nó chỉ hành động. Vậy cụ thể nó như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhé. Chúng ta sẽ xem cái một vài, vài ví dụ. Vừa quen và vừa lạ. Ví dụ mình có động từ là get up. Ở trong tiếng Việt mình gọi phrasal verbs là những cái cụm động từ get up này, take after này, hold on này, put off and go away. Thầy nghĩ rằng là rải rác trong suốt cái hành trình học tiếng Anh của mình cho đến bây giờ thì ít nhất các em cũng đã thấy nó trước đó rồi. Và để xem bản chất nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng bóc tách xem là cái phrase of formation là cái cách thành lập của nó ra sao. Thì bây giờ các em sẽ nhìn những cái ví dụ. Tất nhiên khi mình nói phrasal verbs có nghĩa là cụm động từ thì để thành lập nó tất nhiên mình sẽ có một cái, cái root, Có nghĩa là cái gốc của nó bây giờ sẽ là một động từ đứng đầu tiên, đúng không nào? Vậy mình có từ verbs đầu tiên. Và sau đó sẽ có những cái từ tiếp theo em để ý trên ví dụ mình có từ up này, after này, on này, off away. Thì những loại đó người ta gọi chung đó là những particles. Người ta gọi là những tiểu từ. Và tiểu từ ở đây là gì? Thì bây giờ có thể nó chỉ có một tiểu từ thôi, sau cái động từ đó cần một tiểu từ. Tiểu từ đó có thể là prepositions. For example, các em sẽ nhìn cái ví dụ sau đây, mình có là take off này. Là mình từ này có nghĩa là mình cắt cánh cho máy bay này. Nào là mình tháo, mình cởi cái gì đó ra rồi mình có là filling, vậy in đó cũng là một giới từ là mình điền vào, là look at là mình nhìn. Thì những cái off, in, at thì nó là những prepositions, đúng không nào? Và có một hình thức nữa các em sẽ để ý thêm thì bây giờ có thể particles lúc này sẽ là một adverb là một cái trạng từ. Trạng từ ví dụ như thế nào? Thì bây giờ mình xem lại hai cái ví dụ sau đây, đó là từ throw away, từ này mình đã học năm lớp 11, có nghĩa là mình vứt đi, mình ném cái gì đó đi đúng không nào? Hoặc là từ sit down, từ này đã quá quen với chúng ta ngay từ buổi đầu học tiếng Anh rồi. Sit down là mình ngồi xuống. Và những đó là gọi là adverb, đúng không? Và các em phải lưu ý thêm một điều nữa, thầy để thêm một từ notes là mình sẽ lưu ý nhỏ. Sometimes a phrasal verb is formed with more than a particle. Có nghĩa là thỉnh thoảng phrasal verbs có thể được thành lập với hơn một tiểu từ như thế. Ví dụ, mình có từ look forward to. Người Anh hay dùng cụm này ở cuối câu để thể hiện sự mong đợi gì đó look forward to hoặc là get on with là mình sống hòa hợp với ai đó vân vân thì như vậy là em sẽ thấy nó hơn một cái tiểu từ và về cái phrasal verb như ở slide đầu tiên mình nói nó là phrases mà nó indicate action và what is more và còn gì hơn nữa thì bây giờ mình sẽ xem phrasal verbs sometimes have a literal meaning and sometimes an idiomatic meaning có nghĩa là phrasal verb nó sẽ chuyển tải hai cái mệnh đặc nghĩa ở tiếng Việt mình hay gọi là nghĩa đen và nghĩa bóng Thì trong tiếng Anh nó cũng có một điều tương tự Literal meaning là cái nghĩa là mình nhìn trực tiếp và mình có thể đoán được nghĩa Người ta gọi là cái nghĩa trực quan của nó là mình thấy Và sau đó là một cái idiomatic meaning Thì nó sẽ là một cái nghĩa gọi là nghĩa chuyển Thì mình sẽ xem thử cái idiomatic meaning này cụ thể nó như thế nào Và người Anh thường hay dùng idiomatic meaning cái nghĩa như thế Ở trong cái lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ và người ta dùng hồi đã thành thói quen. Và giống như người Việt mình cũng vậy thì ở đó có thể là những cái câu ca dao tục ngữ vân vân thì người ta dùng hồi nó quen và bây giờ mình sẽ xét hai ví dụ sau đây thầy lấy một cái động từ đó là từ look thì từ này thầy nghĩ là gần như bạn nào cũng biết từ này có nghĩa là nhìn đúng không nào nếu như thầy thêm một particle là một cái từ up ở đằng sau thì tạo ra câu đầu tiên là I looked at the tree but I didn't see my cat tôi nhìn lên cái cây nhưng mà tôi không thấy con mèo đâu cả ở cái câu này các bạn có thể dùng nghĩa trực quan look là nhìn và up là ở phía trên thì mình có thể đoán ra được là nhìn lên trên thì nó là literal meaning là cái nghĩa mà mình thấy trực tiếp đúng không nào cái cái này thì dễ nhưng không phải lúc nào nó cũng vậy thi thoảng khi mà nó kết hợp cũng y như vậy nhưng lúc này lại cho ra một nghĩa khác gọi là nghĩa chuyển ví dụ cái câu dưới I look up the word in the dictionary lần này mình không thể là mình nhìn lên cái từ đó được ở đây look up nó lại sẽ mang nghĩa là mình tra cứu cái gì đó mình tìm thì như vậy người ta gọi đó là idiomatic meaning và cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi đến những cái slide tiếp theo nhé. Và cái câu hỏi thứ hai thầy đặt ra ngay ban đầu đó chính là how are phrasal used? Vậy chúng được sử dụng như thế nào? Ra sao? Thì bây giờ người người anh có nói là they are generally used in spoken English and informal text. Nó thường được dùng trong ngôn ngữ nói và informal text là trong những ngữ cảnh mà nó thân mật với nhau. Bây giờ mình sẽ xét là à trong ngôn ngữ nói như thế nào. Trước mắt các em, đây là một cái đoạn hội thoại giữa bạn John và Peter. Hai người đang nói chuyện về cái tình hình hiện nay như thế nào. Và một bạn nói là à, là đã chuyển việc và nghỉ việc do cái trục trặc với ông sếp vân vân chẳng hạn. Thì bây giờ ở một cái mẫu đối thoại rất là ngắn, dạng cái conversation nhỏ như thế này thì chúng ta có thể đếm được là à, người anh dùng tới là 6 lần phrasal verbs trong một cái đoạn nói chuyện nhỏ. Như vậy để thấy được rằng là cái phrasal verbs này rất là quen thuộc trong những cái lời ăn tiếng nói hàng ngày cho nên một thách thức đối với người học là chúng ta phải cố gắng ghi nhớ nó rất là nhiều đúng không nào để có thể là mình tiếp cận vì cái đích đến cuối cùng của tiếng anh là những cái giao tiếp thì như thế là chúng ta sẽ để ý và chúng ta sẽ nói tiếp về cái informal test nhiều bạn hỏi là cái nghĩa cảnh mà nó thân mật thì nó như thế nào thì bây giờ đây là hai câu thầy trích xuất từ trong một cái tờ tạp chí cái đầu tiên là một cái tạp chí mà chính thống thì người ta sẽ dùng một cái câu đó là former power couple son son key and Son Hikyo divorced last year. Là cái cặp đôi rất là quyền lực Son Son Ki và Son Hikyo là đã ly hôn hồi năm ngoái. Thì cái từ divorce ở đây được dùng rất là trang trọng. Nếu như bình thường mình nói bên A và bên B là ly hôn với nhau ở tòa án như hạn thì người ta sẽ dùng là divorce. Nhưng mà trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, ví dụ như hai bạn nói chuyện với nhau là bây giờ mình nói là former power couple Son Son Ki and Hikyo split up last year. Và từ này có nghĩa là cũng là như thế nhưng mà mình sẽ sử dụng ở trong cái ngữ cảnh là thân mật. Vậy chúng ta sẽ nhìn câu này để soi ra là à cái phrasal là rất là thông dụng trong cái daily basis là cái, cái cách nói chuyện hàng ngày bình thường của người Anh. Đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi thứ ba mình đặt ra ngay trong cái objectives đầu tiên của mình. Why are they so difficult to move up the English learners? Tại sao nó lại gây quá nhiều khó khăn cho người học? Có những người là không thể nào ghi nhớ được tất cả thì lý do tại sao? Cái lý do rất nhiều nhưng thầy sẽ chốt là hai lý do chính. Đầu tiên, đó là there are many of them. Có quá nhiều. Vậy nhiều bạn hỏi là nhiều là bao nhiêu? Là how many? How many phrasal verbs in English? Thì bây giờ nếu chúng ta cùng search một cái trên cái searching tool của mình là chúng ta sẽ thấy là trên Google là how many phrasal verbs are there in English chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy một cái con số là more than 10000 phrasal verbs là hơn 10.000 và nobody in English không có ai trong trong khi sử dụng tiếng Anh đó là người ta là mix sure là cụ thể nó là bao nhiêu rất là khó đúng không nào vì nó tạo ra liên tục đó là cái điều trở ngại đầu tiên và cái trở ngại thứ hai đó chính là they convey the idiomatic meaning như chúng ta vừa nói là nó có một cái nghĩa chuyển đôi khi là mình nhìn vậy nhưng không phải vậy mình lấy lại một ví dụ khác để mà mình thấy rõ điều này ví dụ một câu đó là they put up a fence là họ xây họ dựng lên một cái cái hàng rào và câu thứ hai là Can you put me up for tonight? Cái câu ở dưới là cũng là put up. Nhưng lần này nó nghĩa nó khác. Ở câu đầu put up với nghĩa là build là mình xây, mình dựng cái hàng rào đó lên. Nhưng ở dưới mình có một cấu trúc là put someone up là let someone stay in your house là để ai đó cho ai đó ở nhờ trong nhà mình, tá túc. Như vậy thì rõ ràng là nghĩa nó rất là nhiều cho nên là gần như là không có bí quyết nào để nhớ chúng ta phải cố gắng ghi nhớ nó bằng đầu óc của chính mình. Vậy cái mẹo ở đây là chúng ta phải có một quyển từ điển thật là tốt và một bộ nhớ để ghi nhớ nó thật là chuẩn để giải quyết được cái phrasal verbs như thế này. Đúng không nào? Và các em thân mến, cái câu hỏi tiếp theo mà mình đặt ra đó chính là what are some common phrasal verbs in the lessons and their uses. Tức là chúng ta sẽ đi tìm là những cái phrasal verbs nào phổ biến trong cái unit cụ thể là unit 14 của chúng ta đang học này và cái cách sử dụng chúng ta sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng của bài học ngày hôm nay Sau khi đã hiểu hết bản chất phrasal verbs là gì Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay để tìm cái câu trả lời cho bài học ngày hôm nay nhé Đầu tiên, thầy đã thiết kế thành một cái bài tập nhỏ như thế này với các em Và ở đây có một cái câu đó là Complete the table with the suitable particles in the middle columns Có nghĩa là bây giờ chúng ta Thầy đang cho các em một cái bảng và chúng ta có ba cái cột Cột đầu tiên là verbs, là giống như cái root, là cái gốc từ và cái thứ hai là particles chỉ có cái câu đầu tiên là have been done for you là đã được làm cho em thôi Còn cái meaning thầy đã sắp xếp lại rồi Và bây giờ việc của em là em sẽ điền vào để tạo ra nghĩa tương ứng với cột thứ ba Vậy, nhiều bạn nói là khó nhưng thực sự là Ở trong những cái động từ thầy cho trên bảng những cụm động từ như thế Thầy thầy lấy hoàn toàn tích xuất trong sách giáo khoa của các em Và thầy nghĩ rằng là rải rác trong suốt 3 năm cấp 3 mình đã từng thấy nó đâu đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm cách để là mình môi lại trong ký ức của mình đang có cái gì nhé. Và bây giờ mình sẽ có một cái từ look có nghĩa là tra cứu khi nãy là thầy cho ví dụ rồi. Bạn nào tin ý sẽ nhớ đó chính là look up là mình tra cứu. Vậy cái give nó sẽ đi với cái gì để cho ra từ bỏ cái particle ở đây là gì? Bạn nào hay nhớ một cái câu mà người Anh hay nói là never give up. Là đừng bao giờ từ bỏ thì sẽ cho rằng ngày đó là give up là từ bỏ. Các em phải cố gắng là lấy giấy để chúng ta có thể là take note lại cái phần này để cho những cái phần quan trọng vì nó rất là nhiều và rối. Cho nên với những bạn mà đang còn băn khoăn về phần này nhiều thì các em phải có cái thao tác ghi chép và sau đó mình sẽ cố gắng mình học thuộc lòng. Và cái từ mang nghĩa là mặc vào. Ở đây trong cái unit của mình có sử dụng đến đó chính là từ put on là mình mặc vào. Và mình sẽ có một cái từ take sẽ đi với cái gì để cho ra từ giống, có nghĩa là bạn A giống với bạn B, rồi hai người đó là twins là sinh đôi thì tất nhiên họ rất là giống nhau thì họ giống, họ kế thừa cái đặc điểm gì giống nhau thì mình sẽ có một cái từ đó là take after là giống. Ở đây là mình có một cái particles đó là after. Và ở đây tiếp tục mình sẽ có một cái từ rất là quen thuộc, gần như là bạn nào sống trong cái thời đại 4.0 như thế này thì đều quá quen với cái từ turn mà sẽ mang nghĩa là bật hoặc là tắt. Ở đây mình hay có trong các thiết bị điện tử mình có là turn on và turn off đúng không nào và ở đây là turn on hoặc là turn off có nghĩa là mình tắt nó đi vậy tiếp theo thầy có từ wash ai cũng biết từ này là wash có nghĩa là giặt giũ hoặc là mình rửa cái gì đó mấy ngày nay mình hay dùng với từ là wash your hands là mình rửa tay vân vân thì bây giờ là giặt giũ hay là mình chùi rửa cái gì đó thì mình sẽ có một từ đó chính là wash up mình sẽ nối từ sure nó qua từ up Nhớ nhá Vì hắn sẽ tạo thành một cái từ liên tục cho nên em cố gắng nếu được Thì em sẽ link hai từ này qua với nhau Wash up Đúng không? Là có nghĩa là mình giặt Và chuyện gì sẽ là tiếp tục Những ai là fan của bộ phim Titanic Sẽ nhớ cái từ tiếp tục này trong cái ca khúc chính của phim Đó chính là My Heart Will Go On Và ở đây cái từ go sẽ mang nghĩa là on Mang nghĩa là tiếp tục, go on Em sẽ tìm cách để em ghi nhớ nó một cách rất là rõ ràng vì sau này sẽ rất là confused mình sẽ bị rối trong quá trình mình học và thức dậy thì từ này là quen quá rồi những bạn nào đã học ngay từ những buổi đầu tiếng anh là chúng ta đã có đó là get up là thức dậy đúng không nào bây giờ là cái từ tiếp theo nhanh lên một cái câu hối thúc người ta hay dùng để hối thúc nhau nhanh lên hurry up nhanh lên đúng không nào khẩn trương lên vậy đó là sẽ là cái particle của nó chính là up hurry up và một cái từ quá quen thuộc đó là sit down, là ngồi xuống nè. Đúng không nào? Vậy, bây giờ mình sẽ cố gắng mình ghi nhớ hết cái này. Giống như mình chơi một trò chơi siêu trí tuệ bây giờ là mình cố gắng ghi nhớ. Các em thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập. Bài tập của chúng ta sẽ áp dụng những cụm vừa rồi. Thầy sẽ kiểm tra lại xem các em sẽ ghi nhớ như thế nào. Bây giờ thầy đang dùng 6 cụm. Và bây giờ việc của em là em sẽ bỏ vào trong 5 câu bên dưới. Và chúng ta phải cố gắng là mình cố gắng ghi nhớ khi nãy rồi mình phải đoán thêm cả cái nghị ngữ cảnh trong năm câu như thế này nữa và tất nhiên sẽ có một cụm mình sẽ không dùng tới và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm lại sáu cụm vừa rồi nó sẽ mang nghĩa là gì trong này nhé từ filling đầu tiên trong cái khung nó sẽ mang nghĩa là điền vào đúng không nào give up là mình từ bỏ này take off là mình sẽ là tháo bỏ cái gì đó đi hoặc là cắt cánh nếu như là máy bay whatsapp là sẽ là giặt rửa vân vân turn on là mình bật lên và look up là mình sẽ tra cứu và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 1 và các em sẽ cố gắng tìm cho thầy những cái keywords để mình quyết định từ ở đây là gì nhá Ở cái từ đầu tiên, cái câu đầu tiên mình sẽ có cái từ là yêu có nghĩa là ốm và là smoking có nghĩa là mình hút thuốc. Và ở đây vì ốm cho nên mình phải làm một động thái đó chính là mình sẽ là give up smoking có nghĩa là mình bỏ hút thuốc. Và ở đây có một cái mở ngoặc nhỏ nhỏ để khiến các em phải nhớ đó chính là sau những cái giới từ á, thì thường là mình hay cộng một cái động từ thêm in nhé vì sau cái trong cái khi mình vừa tính xong là cái phần phrase vừa rồi thì có thể cái particle là một cái giới từ hay là gì đó thì mình có thể là cộng một cái verb in được và em cố gắng ghi nhớ điều này để áp dụng cho những cái bài tập về verb form ở câu thứ hai mình sẽ có cái từ đó chính là từ form có nghĩa là cái đơn vậy làm ơn làm gì cái đơn đó và sau đó post it là mình gửi đi và ở đây mình sẽ có cái từ đó là fill in. Cái này mình hay gặp ở trong những Mỗi lần mình điền đơn hoặc là mình tới những cái chốn công sở Để mà mình giải quyết đơn thư gì đó Thì người ta hay bị mình fill-in vào một cái form nào đó bất kỳ Các em cố gắng ghi nhớ nhé Đặc biệt là sau này cả đi sinh viện nữa Ở, ở câu thứ ba Nó sẽ có một cái cụm đó là It's dark in here Là ở đây nó tối quá Nếu tối quá thì mình sẽ làm gì cái đèn nào? Light À tối quá thì mình sẽ bật đèn lên thì bật đèn ở đây chính là từ turn on Đúng không nè và cái câu số 4, ở đây mình sẽ có là japanese house nhà người nhật bạn nào mà giỏi về văn hóa sẽ biết là nhà người nhật thì thường phải bỏ giày tháo giày ra vì có từ shoes ở đây nữa thế thì từ tháo giày đây chính là từ take off đa số các người nhật ở người nhật thì chúng ta vào nhà họ thường chúng ta sẽ là tháo giày ra mình take off cái đó ra thi thoảng cái từ take off này có thể dùng cả là áo quần mình cởi mình tháo ra vân vân thì nó cũng là take off được em nhé hoặc là mình bỏ mũ ra thì mình vẫn là take off được đúng không nào và ở câu số 5 chúng ta sẽ cần một động từ chúng ta sẽ quyết định là một trong hai làm ơn giúp tôi làm xin lỗi là hãy để tôi giúp bạn làm gì đó. Ở đây là giúp bạn WhatsApp tức là mình sẽ giặt giũ hoặc là mình chùi rửa cái gì đó là wash up. Và ở đây có một cái từ đã bị omit là mình sẽ bỏ ra mình không xài đó chính là từ look up. Và vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại năm câu vừa rồi với những cái phrasal đơn giản có trong cái unit 14 của mình nha để cố gắng ghi nhớ nó trong ngữ cảnh và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài tập tiếp theo. À, bài tập này thì rất là hay vì nó sẽ đánh các em vào chỗ là chúng ta phải hiểu được cái đồng nghĩa của nó như thế nào. Cụ thể, cho em sẽ nhìn cái yêu cầu của đề là mình sẽ đi tìm sao cho là cái động từ mình bỏ xuống ấy là nó sẽ tương đương với cái từ ở trong cái bracket, là trong cái ngoặc. Vậy bây giờ nếu như bạn nào mà giỏi cái từ trong cái ngoặc đó rồi thì tìm rất là nhanh. Nhưng nếu không được thì cũng không sao, chúng ta sẽ đoán cái nghĩa ngữ cảnh để chúng ta sẽ cố gắng tìm ra được và ở đây chúng ta sẽ có khoảng tầm là 7 cái phrasal Và chúng ta sẽ cố gắng tìm cái nét nghĩa nó như thế nào Bây giờ thầy, sẽ cung cấp vì những từ này cơ bản nó hơi lạ với em Mà nó đã xuất hiện trong unit 14 Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nghĩa nhá Từ turn up mình sẽ mang nghĩa là xuất hiện Từ look after sẽ mang nghĩa là mình chăm sóc cái gì đó, ai đó To take after, khi nãy thì có cho trong ví dụ, mang nghĩa là giống a giống với b hoặc là kế thừa những đặc điểm từ b thì là mình take after cái đó và get over get over có nghĩa là mình sẽ hồi phục hoặc là mình vượt qua điều gì đó à, từ tiếp theo đó chính là từ go off từ này có nghĩa là nổ đúng không nào và từ tiếp theo nữa đó chính là từ try out từ try có nghĩa là thử mình thử cái gì đó nếu mà try out sẽ mang nghĩa là thử nghiệm giống như kiểu là mình kiểm tra nó lại là một lần nữa cho để mình make sure là mọi việc đã đảm bảo rồi là mình try out hoặc là mình thử thách vân vân từ hold up ở trong bài này có nghĩa là hoãn hoãn lại thì hoãn lại và bây giờ các em sẽ cùng cố gắng ghi nhớ để chúng ta sẽ là tìm cái câu trả lời cho bảy câu dưới đây các em sẽ nhìn câu số 1 đầu tiên ở đây sẽ có một từ arrive là đến hoặc chúng ta có thể đoán ngữ cảnh là the trouble with Frank là cái vấn đề của Frank ở chỗ là anh này chả bao giờ là đúng giờ đây là cái thói quen cái thói quen và người ta yêu cầu cả trên đề là người ta nói là make any other necessary changes, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra những cái sự thay đổi nếu cần thiết. Ở đây chúng ta sẽ chọn được cái từ đó chính là từ xuất hiện. Vì chẳng bao giờ đúng giờ là mình xuất hiện là mình sẽ bỏ từ turn up nhưng đừng quên cho nó một cái đuôi S ở đằng sau bởi vì đây là một cái thói quen là anh này không bao giờ như thế. Cho nên là ngô ba số x là mình dùng là turns thêm S vào đằng sau. Mình có là turns up on time là xuất hiện đúng giờ nhá. Ở câu số 2 là mình một cái câu đề nghị John, could you khoảng trống my handbag while I go to the toilet? Ở đây mình sẽ có từ handbag là cái túi sách tay của mình đó Và go to the toilet là mình đi vào toilet Thì rõ ràng là phải nhờ người là nhờ bạn John này một việc đó là Take care of, là mình sẽ chăm sóc trong nôn Và ở đây may mắn quá là mình đang có một cái động từ kiếm khuyết là could Cho nên ở đây động từ gần như mình sẽ không xử lý gì cả Mình sẽ có đó là look after Nhớ yeah. Và chúng ta sẽ đến với câu số 3 để tìm xem đáp án là gì. Vế đầu tiên mình sẽ có một câu cảm thán đó là What a lovely baby. Là đứa bé mới dễ thương làm sao. Cậu ta certainly love, love, love his father, doesn't he? Ở đằng sau là một cái câu, đây là câu hỏi đuôi that questions. Và mình có từ resemble có nghĩa là giống nhau. Nếu như không biết thì không sao, tức là giống anh ta, cậu ta là giống với bố của mình, đúng không nhỉ? Và ở phía đằng sau của cái câu hỏi đuôi này người ta đang dùng cho mình thì hiện tại đơn Thì phía trước tất nhiên nó cũng phải ở hiện tại đơn Vì phía sau nó có từ đơn đúng không? Và ở đây mình dùng take after và đừng quên cho nó một cái đuôi s Bởi vì he ở đây cũng chính là ngôi ba số x Đúng không nào? Và mình nhớ là take after có nghĩa là chăm sóc Và từ này sẽ mang nghĩa là resembles Là A nó giống với B nhá Ở câu số 4 Chúng ta sẽ có một cái động từ ở trong cái bracket Là trong cái ngoặc đơn đó, đó chính là recover from recover from từ này sẽ mang nghĩa là hồi phục, mình vượt qua được việc gì đó. Còn nếu như không được thì không sao, bây giờ mình lại soi vào ngữ cảnh. Bố tôi là vẫn chưa gì gì đó từ cái chết của mẹ tôi. Và ở đây là bố tôi vẫn chưa thể hồi phục qua được cái chết của mẹ tôi. Vâng, cho nên là đáp án của mình ở đây sẽ là get over nhưng mình sẽ chia ở đây là một cái v3 hoặc là ved ở đây là hasn't là mình sẽ cộng một cái V3 cho nên từ get ở đây mình sẽ đổi là got, got over. Nhớ nhá. Ở câu số 5, chúng ta sẽ thấy động từ trong cái bracket là trong cái ngoặc của mình á nó rất là đơn giản với những bạn nào hay tham gia những chuyến bay chúng ta sẽ có đó là từ delay là mình hoãn lại. Và ở trong cái câu số 5 người ta nói là bởi vì cái vụ accident là vụ tai nạn á thì cái tàu của tôi nó bị hoãn vài giờ và ở đây đáp án sẽ là how up ở đây sẽ mang nghĩa là hoãn lại trì hoãn và từ how up nó sẽ tương đương với từ delete. Qua câu số 6, chúng ta sẽ có một cái động từ ở dạng V1 luôn. V0 ấy, tức là nguyên mẫu. Vì sau 1, 2 là mình cộng một cái bare infinitive. Ở đây sẽ mang nghĩa là test, là kiểm tra. Khi nãy thầy nói đó chính là từ try out. Chúng ta sẽ dịch cả câu nhé. Tôi sẽ quay trở lại trong vài phút. Tôi chỉ muốn là test, là kiểm tra, là thử cái máy ghi âm thôi. Cho nên đáp án của mình ở đây cũng chính là từ try out và bây giờ câu cuối cùng câu này rất dễ vì chúng ta đang có một cái từ đó chính là từ bombed. bomb có nghĩa là quả bom quả bom nó sẽ là như thế nào nhỉ ở đây mình có là loud bang là một cái tiếng nổ rất là lớn và ở đây sẽ mang nghĩa từ nổ và đã đồng nghĩa với từ explode như người ta cho exploded như người ta cho thì ở đây mình sẽ dùng một cái động từ ở thì quá khứ bởi vì lý do hắn chính là đồng nghĩa với từ exploded và người ta đã quy chuẩn ở đây là thì quá khứ rồi Vậy đáp án của mình ở đây đó là went off. Và sau cái bài tập này, chúng em sẽ có một cái việc chúng ta cần phải nhìn lại hết sau khi thầy đổi hệ thống. Các em sẽ chép cái này vào vỡ để sau này chúng ta sẽ phục vụ nó rất là đắc lực trong cái việc là tìm từ đồng nghĩa. Hoặc sau này khi mình viết cả câu nữa thì mình sẽ có cách để mình paraphrase để mình tìm những cái cụm tương đồng với nhau. Và các em sẽ chép vào này vào. Và cái điều lưu ý cuối cùng trước khi chúng ta qua phần mới đó là phrasal verbs hắn vẫn có gốc là động từ cho nên sau đó các em nhớ phải chia ở dạng động từ của nó cho nó phù hợp chứ không phải lúc nào là mình nói vậy là mình phải điền vào như thế ở bài tập vừa rồi nó đã làm cho mình cái việc là mình phải thay đổi cái dạng thức của động từ nữa đúng không nào và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi cuối cùng chúng ta đã đặt ra trong mục tiêu khi nãy đó là how often do phrasal verbs appear in the GCSE exams tần suất xuất hiện của những phrasal verbs này trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia như thế nào và điều này rất là quan trọng cho những sĩ tử mà chúng ta đang cần chinh phục kỳ thi này đúng không nào và bây giờ thầy đã trước mặt các em bây giờ thầy đã trích xuất là năm câu hỏi năm câu hỏi ở dạng là multiple choice là về phần trắc nghiệm năm câu này lần lượt đã từng xuất hiện trong các đề thi của bộ giáo dục cụ thể ở câu số 1 và câu số 2, thầy lấy từ mã đề 104 và 106 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ở câu 3 và câu 4, thầy cũng lấy nhưng ở năm 2019 và mã đề là 410 và 416 và câu cuối cùng vừa rồi hơi cập nhật một chút đó chính là đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 mà bộ giáo dục vừa công bố xong và bây giờ chúng ta sẽ soi vào để tìm cái câu trắc nghiệm câu trả lời cho những câu trắc nghiệm sau nhé ở câu đầu tiên chúng ta sẽ cố gắng đi tìm câu trả lời có rất là nhiều cái ví ở đây Bây giờ mình sẽ xem nè, bạn không được lose heart Lose heart ở đây tức nghĩa là mình sẽ đánh mất cái đam mê của mình Đánh mất trái tim tức là trái tim là nuôi dưỡng đam mê đúng không nào Mình đánh mất cái đam mê đó Những cái người mà thành công thường nó sẽ đến với những người mà không như thế nào đó bởi thất bại Tức là không bao giờ bị trì hoãn bởi những thất bại Ở đây mình sẽ có một cái động từ trì hoãn Các em sẽ ghi vào vỡ để mình học thêm Phần này là phần mở rộng nhé Ở đây chính là từ put off Có nghĩa là mình trì hoãn Câu số 2 Ở đây là chúng ta sẽ tìm một cái từ nó sẽ mang nghĩa là ở cái thành phố đó là người ta làm gì đó những extra buses, tức là thêm nhiều cái chuyến xe buýt khác trong mùa hè bởi vì là increase là tăng lên cái lượng du khách cho nên người ta phải là thêm vào những cái xe buýt đúng không nào? Thêm vào ở đây sẽ có một cái từ, ngồi cái nghĩa là put on nó mang nghĩa là mặc hay là mang vào thì nó có một cái nghĩa là add up là mình thêm vào nữa, tức là put on đúng không? Nói như thế để thấy là à cái phrasal verbs này nó rất là gây rối nghĩa vì lý do là nó quá nhiều cái nghĩa như thế, đúng không nào? put on. Chúng ta sẽ đến với câu 3 và câu 4. Câu 3 và câu 4 là hai hai câu khác nhau mà bộ giáo dục đã thay đổi dạng thức trong cái năm tiếp theo của đề thi tốt trung học phổ thông quốc gia. Ở câu 3 và câu 4 người ta đang muốn mình tìm cái đồng nghĩa cái closest cho cái cụm phrasal verbs đang có. Ở đây câu số 3 mình sẽ có cái từ đó chính là took off học khi nãy mình nói có nghĩa là cất cánh ngồi ra nó còn có nghĩa là mặc vào vân vân mang vào trong bài này nó sẽ mang nghĩa ngữ cảnh khác bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé cái sự nghiệp của cái cô ca sĩ đó cái career bây giờ nó như thế nào đó sau khi cái album đó lên top lên top có nghĩa là hiển nhiên mình nghĩ ra chắc đó là thành công đúng không nào vậy cái nghĩa ở đây sẽ mang nghĩa là became successful đó rất là thành công nó thăng hạng rất là nhanh đúng không nào và qua câu số 4 cũng là một cái tìm đồng nghĩa tiếp these photos những cái bức hình này nó rock back. Nó xuất phát điểm từ từ là bring back là mang quay trở lại những cái sweet memories là những cái ký ức rất là tươi đẹp trong chuyến đi ở Hà Nội. Vậy cái từ mà mang nghĩa là mang lại đó chính là quay lại khơi gợi chúng ta lại điều gì đó chính là recall là nó gọi lại. Và đáp án ở đây là câu A. Và chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng. Câu này thầy lấy trong cái đề vừa rồi thầy có nói khi nãy đó chính là đề minh họa của bộ giáo dục trong kỳ thi năm nay và chúng ta may mắn là từ này chúng ta đã vừa làm ở bài tập vừa rồi he is disappointed at not winning the competition but he will soon khoảng trống it anh ấy rất là thất vọng vì không chiến thắng trong kỳ thi nhưng anh ấy sớm ở đây mình sẽ nói là sớm vượt qua khi nãy chúng ta nói đó chính là từ get over vượt qua nó vậy như thế là chúng ta đã xem và hiểu là à, cái tần suất xuất hiện nó như thế nào và nó xuất hiện với hình thức ra sao trong các cái đề thi của bộ giáo dục những kỳ thi gcse của chúng các em đang có và các em thân mến như vậy thì bài học của chúng ta sẽ kết thúc ở ngày hôm nay và phần phraserverse này chúng ta sẽ có cơ hội để học ở những bài tiếp theo và xin cảm ơn vì đã theo dõi và chúng ta sẽ chuẩn bị cho bài học tiếp theo nhé